Delhi, Ấn Độ. Ấn Độ về đêm từ trên cao. Đang thưởng thức món bánh bánh tráng trộn của Ấn Độ tại Dharamsala. Như burrito ấy. Bọc của giấy bạc các thứ. Nghệ nhân đang làm đây. Tại tôi đang ở Dharamsala, thời tiết y như là trên Tam Đảo nhưng mà lại có cái nắng đẹp, rất là đẹp. Đây các bạn nhìn thấy những cái con dốc như này để dẫn xuống nhà dân đây. Đấy. Lên đây, đi lên. Đấy, đây là chỗ làm thủ tục để gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma. Chúng tôi vừa mới hoàn thành xong cái thủ tục đó không? Giống chó mới là chó Lai Cừu. Đặc biệt ở Tây Tạng. Hiện giờ chúng tôi đang ở bên Giọng Tuyết Sơn. Đấy. Mọi người có thể nhìn thấy các tu viện dọc sườn núi. Rất là đẹp. Đây là loạt xe phân khối lớn của các dân chơi Ấn Độ. Đấy. Các loại Royal Enfield có vẻ được chuộng nhất. Đấy. Royal Enfield nhiều lắm. Đây là Avenger kiểu dáng Phantom 200. Tiếp là Pulsar. Cả loạt xe. Đấy, xe của dân chơi Ấn Độ đấy. Đó. Chào buổi sáng từ Dharamsala. Ở trên khung hình của mọi người là tu viện Monastery Makleod Nai, nơi mà Đạt Lai Lạt Ma hiện đang ở. Đấy, đây là toàn cảnh Dharamsala. Đỉnh Himalaya đằng kia có tuyết trắng này. Trên này thì rất nhiều chim đại bàng núi đang bay lượn này.
Dưới này là thành phố. Đấy, rất là cao. Đấy, con đường đi cảm giác như là ở Tam Đảo ấy. Nhưng mà cư dân ở đây người ta sống rải rác chứ không tập trung vào một chỗ thành từng khu một. Tu viện này được bảo vệ rất là nghiêm ngặt cho những người vào để thăm viếng Đức Phật sống Dalai Lama. Kia là skyline. Skyline này sẽ đưa các bạn đi dọc dòng núi này, sau đó lại quay về để tham quan đấy. Đó. Rất vui thì đã được ở đây. Ngày rất là nắng. Không khí thì bình thường thì trời nắng, đứng ở nắng thì rất là ấm. Nhưng mà vào chỗ không có ánh nắng là chúng ta sẽ bị lạnh. Đấy, mọi người nhìn nhé, đây dãy Himalaya đằng kia. Đấy, đằng sau cái quả đồi này là dãy Himalaya này. Hôm qua lên tôi đã lên Nadi viewpoint để xem và rất là gần với dãy Himalaya. Tuyệt vời. Đang ở trong động hoa xanh. Đẹp thật đấy, lên ảnh rất là đẹp nhá, này, lên ảnh rất là đẹp, mà nhìn này chưa bình thường, cho lên ảnh đẹp thật đấy. Đây là con đường dẫn chúng tôi đến với động của ngài Liên Hoa Xanh, ánh chiều tuyệt vời. Có hồ nước ở đây và con đường này tối không nhìn gì. Long đang gia tăng công đức bằng cách quét dọn khu tham quan. Phòng của tôi ở Dharamsala. Chúng tôi vừa trở về Dharamsala vào buổi trưa ngày hôm nay. Đấy. Từ phòng này có thể nhìn thấy toàn cảnh trên đồi gần với dãy Hy Mã Lạp Sơn. Đây có thể nói là con phố chính của Dharamsala với rất nhiều cửa hàng cửa hiệu hoành tráng, khách sạn to đẹp. Đấy. Ở nhà có thể nhìn thấy từ đây rất thuận tiện cho việc đi lại ra những khu trung tâm lớn. Trên triền đồi rất nhiều nhà cửa rất là đẹp, tuyệt vời. Đây là ánh bình minh từ trung tâm của thành phố Dharamsala, thủ phủ của Phật giáo. Đấy. Hôm nay chúng tôi sẽ chia tay Dharamsala để đến Bồ Đề Đạo Tràng. Cái khu trung tâm này cũng tương đối gần với chân núi Himalaya. Đấy. Các bạn có thể thấy rất nhiều nhà ở trên đồi như thế kia.
Đây, trung tâm này thì có Maximus và KFC cái thứ đây. Đây, ngay đây. Đường rất là đẹp, nói chung là rất là cực kỳ yên bình luôn. Đúng vào đất Phật. Đấy. Đây là nơi có nhiều Phật tử lưu vong từ Tây Tạng đến nhất. Tuyệt đẹp. Chúc cả nhà một ngày thật là vui vẻ. Bên ngoài là dãy tuyết sơn Himalaya. Chúng tôi chuẩn bị cất cánh. Chờ transit thì đến 8 giờ tối mới được lên máy bay để bay đến Varanasi. Trong cái thời gian chờ đợi thì vào khách sạn 5 sao Radisson để ăn trưa, nghỉ ngơi để chờ chuyến bay tiếp theo. Việt Anh from Delhi. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ. Giờ chúng tôi đang đứng trước cửa thánh địa Varasani. Hôm nay là ngày thường, nhưng ở xa rất là đông người hành hương đến đây. Đoàn nhà tôi đây. Đây đang đến tiết mục nuôi chó ở Varasani. Các lama và các thầy đang mua vé để cho đoàn đi vào thánh địa này. Đây là những phế tích của thánh địa ngày xưa. Hôm nay Việt Anh chúc cả nhà rất là vui vẻ. Đây rồi, quay rồi. Ok, anh thấy vui không anh? Quá vui. Đây là đôi chim cu rất nhí nhảnh. Tân Minh. Ok. Đây là cột đá Asanka. Speak Pali language, that's the order of Ashoka. Where the warning for the monks are given by Ashoka. That those followers who go follow the Buddha's path. Cứ mỗi một nơi như vậy đặt một cái trụ đá mình đánh dấu, thì thế hệ hậu thế sau này á biết cái là có thật á, là nhờ công đức của Hoa Dục, chính Hoa Dục đặt những cái trụ đá này, sau này người ta mới biết là chỗ đây là ổn. Đoàn chúng tôi đang có mặt tại thánh địa Varasani. Vợ tôi. Hôm nay Đức Guru Rinpoche sẽ giảng tại đây. À, mọi người cứ lên trên ngồi được ạ. Ai đủ rồi.
Đấy, rồi. Ba dưới đây ba. Người đang đảnh lễ. Mọi người vào đi, lên đi. Không cần của quần sơn và nơi thứ hai là nơi đức Phật thành tựu vô thượng đến cảnh thứ nhất thì chúng ta buồn để làm đẹp. Chúng tôi tăng bộ của những người quan hệ nói chuyện. Và sau khi mà ngày thành đạo xong thì ngày giảng dạy giáo pháp nơi ngày chỉ pháp luân mình đọc kinh chính là Varanasi, chính là nơi mà chúng ta đang ở. Tứ động tâm, đây là một trong tứ động tâm. Khi Phật, khi Đức Phật thành Phật, phải thành Phật thì đến đây đầu tiên để đến giảng pháp. Và trong truyền thống Phật giáo chúng ta nói rằng là tứ thánh kỳ hay còn gọi là tứ động tâm trong cuộc đời của Đức Phật, đó là như vậy. Kim thành xung quanh tôn tượng của Đức Phật thì đặc biệt ngoài sau lưng cái tôn tượng của Đức Phật có một cái bảo tháp trong cái tôn trí xá lợi của Đức Phật. Do bảo tháp thì không đến lúc để mà mở ra để cho tất cả có thể nhìn thấy vào trong đó, nhưng mà chúng ta có thể đi kinh hành xung quanh và chúng ta có thể cùng đầu vào trong cái bảo tháp này để mà nhận ơn phước xá lợi của Đức Phật ban phước cho chúng ta. Khi vào ngôi đền này thì mọi người phải để dép bên ngoài để đi đi dép vào. Hello ạ. Đây là nơi đặt xá lợi của Phật. Rất nhiều bức tranh Phật ở trên tường. Bên ngoài bảo tháp thì chúng tôi đến với cái nơi đầu tiên Phật thuyết giảng cho những đệ tử của Ngài. Nửa đêm có diễu hành. Dưới phố rất là vui. Không hiểu diễu hành hay là đám cưới. Hay là đám cưới. Thế không biết trước xuống xem đi. Hết rồi, có một đoàn thôi. Cả đoàn đang trên đường đến Bồ Đề Đạo Tràng. Sau 5 tiếng hành trình. Mấy anh em chúng tôi đang khám phá khu Bồ Đề Bồ Đề Đạo Tràng về đêm. Bồ Đề Đạo Tràng đâu ạ? Đây, cổng đây. Thế nó bảo nhìn thẳng vào. Đây là khu tương đối sầm uất, rất nhiều thứ buôn bán ở đây. Đu la.
Đây gặp cô An đi. Nói chung là lần đầu tiên đến Ấn Độ thì tôi thấy là các khu vực này rất nhiều là ăn xin rất nhiều lắm. Bước ra khỏi cửa là thấy ăn xin rồi. Đấy. Rất là khổ. Đấy. Khi bạn cho một người thì sẽ có khoảng 20 người bám với bạn. Bán đồ thì cũng rất là nhiều. Nói chung bạn đổi 100 đô thì bạn cũng tiêu nhòe. Ở đây. Đây, khuôn mặt anh đang tìm kiếm cái gì đây? Đang tìm kiếm một gian hàng rất là nhiều đồ. Đồ gì? Đây. Đồ kỷ niệm. Đang đi kiếm đồ. Các Phật tử trong đoàn đang đi tham quan tham quan cửa hàng Lula, đủ các loại thứ vật phẩm phong thủy, vật phẩm về Phật giáo vào đây. Màu vàng bao nhiêu? Một chai. Anh Du Anh mua được cái gì chưa? Mua được chục cái dây rồi. Mua được chục cái dây rồi. Đây chủ đẹp trai này. Cái nào đẹp? Thấy đẹp. Thấy đẹp. Cái nào đẹp? Thấy đẹp. Mà ai cái cũng đẹp, nó thấy đẹp. Thấy đẹp. Rất nhiều món hàng ở đây. Cái này đẹp chứ? Tất cả đều về Phật giáo hết. Một cái $200 thôi. Đổi. Mua buồn nhá, như chợ Đồng Xuân luôn. Xuân luôn. Chợ Đồng Xuân này. Chợ Đồng Xuân tại Ấn Độ. Cái này là sư nhỉ? Hiện giờ Việt Anh đang ở Bồ Đề, chợ Đồng Xuân. Chợ Đồng Xuân tại Bồ Đề Đạo Tràng. Đấy. Chưa mua được gì cả, anh em mua được túi to túi nhỏ rồi. Lần đầu mọi người được trải nghiệm xe túc túc ở Ấn Độ. Đây phái đoàn này chuẩn bị lên túc túc đây. Buổi chiều về kia là vườn Pradesh thuộc Bồ Đề Đạo Tràng. Mọi người chuẩn bị lên xe. Đường phố Ấn Độ qua trải nghiệm cửa. Yes sir. Wow. Không, giơ tay vào người ta đâm vào tay. Đây chạy kia. Ấm không? Muốn gì? Đây là công tác chuẩn bị cho sinh nhật Rinpoche. Đấy. Sau 12 ngày tu tập thì bây giờ chúng tôi lên đường trở về. Đấy, bây giờ tức là Guru Rinpoche đang trao những cái bùa bình an, hương bình an cho mọi người. Mọi người được bình an trên con đường. Vợ thấy hoan hỉ không? Đấy, vợ rất là hoan hỉ. Đấy, cả đoàn bắt đầu ra sân bay để bay từ Bồ Đề Đạo Tràng về Delhi. Sau đó sẽ chuyển chuyến từ Delhi về Việt Nam. Đây là sân bay ở Bồ Đề Đạo Tràng. Đấy. Chuyến tu tập lần này mọi người được rất nhiều lợi lạc. Và chúng tôi cảm thấy cực kỳ thanh thản, vui. Ít khi mà hay là hiếm khi được như này. Đấy, con vào đi để bố quay.
thầy đang gia trì may mắn cho cả đoàn. Em lại quay cho bố. Đang quay. Đây ạ, chào chả. Đấy, bây giờ mọi người sẽ làm thủ tục bay. Hẹn gặp lại các chia tay các đệ tử Việt Nam. Đấy. Rất xúc động. Đã ở cùng với nhau 2 tuần. Rất tạ ơn Đức Rinpoche. Chia tay cô Annie nữa và 2 vị Lạt Ma. Chúng tôi sẽ lên tàu bay. Tạm biệt Bồ Đề Đạo Tràng nhé. Bây giờ về Delhi trước. Thank you.